Em nhân chào với cô chú anh chị, bên em mới về một em Yaris Karoq phiên bản máy xăng màu cam nóc đen, biển số Hồ Chí Minh nha anh chị. Thì em này bên em nhân đang rao bán là 630 triệu, mới đi có 14.000 cây thôi. Đó, thì anh chị mình cho tiện so sánh và em cũng chia sẻ giá xe mới luôn. Hiện nay nếu mà cô chú anh chị mình lấy xe 2024 màu y chang như vậy luôn, đó, lăn bánh Hồ Chí Minh luôn, thì tầm khoảng là 713 triệu. Đó, 630 triệu với 713 triệu. Anh chị mình cân nhắc thử coi mình lựa chọn phiên bản nào, lựa chọn phương án nào. À, cần thêm thông tin thì nhắn anh nhân biết nha. Xe này thì cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, không bị lỗi bất cứ gì anh chị ha. Pháp lý là rõ ràng, không bị phạt nguội. À, mới đi 14.000 cây thôi, sản xuất 2023. À, và khách hàng chủ cũ họ mua là tháng 12/2023 anh chị. À, và cái đăng kiểm thì còn tới tháng 12/2026, còn đường bộ thì tới tháng 12/2024. Đó, tại vì cái đường bộ thì họ mua có 1 năm mà cô chú anh chị. Xe thì được trang bị phim cách nhiệt nè, trải sàn nè, phủ gầm nè, camera hành trình. Bảo hiểm thì còn bảo hiểm thân vỏ còn tới tháng 12/2024 này ha, vì cũng còn tháng mấy nữa anh chị. Đó, miền tháng mấy nó mới được 1 tuổi, mới đi 14.000, màu cam anh chị ha. Xe có zin theo xe là cam 360, cảm biến trước sau đầy đủ, rồi gói an toàn Toyota Safety Sense, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, rồi vận hành sai chân ga bla bla này kia, là công nghệ là full option. Nó chỉ thua cái bản hybrid là chưa có cửa nóc thôi. À, cái kính trần toàn cảnh và cốp điện thôi anh chị ha. À, xe mới hiện nay là giá là 662 triệu giá xe anh chị. Đó, thì lăn bánh thì khoảng 713, còn đối với em này thì 603. Đó. Thì anh chị mình coi nghiên cứu thử ổn hay không. Đó, cũng mới dọn rửa xong thôi. Hồi lúc chiều đó, thì em quay là lúc này khoảng 5 giờ rồi anh chị ha. Đó, thì mình coi, một mình lấy xe mới, thì xe mới hiện tại trong tháng 11 em nhân còn khá là nhiều xe anh chị. Khuyến mãi cũng tốt lắm. Đó. Dạ dạ đó có chú coi rồi. À, thì dạ chú cứ mở coi thử đi. Dạ lên rồi, chú muốn mở đèn nào? Nếu mà mở đèn đúng rồi, cái này đèn demi thôi. Nếu mà chú muốn mở thì dặn thêm một cái nấc nữa đó, lên rồi đó chú. Đèn này công nghệ led nha, đèn led cho ánh sáng trắng, đi bằng đêm là nó sáng lắm. Đèn gầm thì cái con mở cho, nó có một cái nút ở trong nữa. Chú coi đi con mở cho. Dạ. Yeah. Rồi, sáng chưa? Đây, sẵn quay ô đô cho cô chú anh chị mình coi luôn nè. 14.000 cây, cam hành trình này kia đầy đủ hết, ghế da, zin theo xe đầy đủ hết rồi. Đó, khá là đẹp ha. Ánh sáng trắng đẹp hả chú? Đẹp lắm. Nó có cái đèn chiếu xa tự động á, là ví dụ như chú chạy đúng không, bằng đêm mà đang ở đi chú gần mà ở trước mình á, đối diện mình không có đèn đường, không có xe gì hết, nó sẽ tự động nó bật lên chiếu xa cho chú, mà có đèn đường có xe chạy tới là nó cụp xuống, nó đỡ mình, thay vì chú chỉ cần tập trung chú lái phải pha lên. Dạ đúng rồi, nó tự động nó bật lên cho mình. À, nó tiện, nó hỗ trợ mình. Còn nó có một cái là cảnh báo lệch làn á, thì chú đi chú phải nhiều khi giật mình á, ví dụ mấy cái lên đường này nè. À, thì cái cảnh báo đó chú mà lệch mà không có tín hiệu xi nhan là nó báo nha. À, thì nó trước để ví dụ sau này mình có đi mình đỡ giật mình. Nhiều người cũng nói cái đó. Đúng rồi, nó khựng lại một cái. À, không quen thì ghi quen thì mình biết ý hiểu ý. Thì mấy cái đường mà lên đường nó rõ rõ. Dạ, tắt được. À, bật tắt được. Thì cái đó tắt xong rồi mình nổ máy lại, khởi động lại nó bật lên lại nha. Dạ. Thì tùy cái đó mình nó mặc định khi mình nổ máy là nó lên đều hết. Dạ đúng rồi. Cam 360 này kia này đầy đủ hết, cảm biến trước sau đầy đủ hết. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Thì dạ đúng rồi. Thì cái đó giống như là nó cũng khoảng cỡ nửa mét á, vô mấy đường hẹp á. Nhưng có vật cản thì nó sẽ báo bằng âm thanh với lại hình ảnh luôn, góc nào luôn cho mình luôn. Phía sau cũng vậy. À, lùi vô. Đó thì thôi, chú đang coi xe thì em nhân không biết là như thế nào, thì anh chị mình nếu mà có duyên cứ liên hệ em nhân nha. Em quay xe khác tại vì muốn chú thoải mái coi một tí xíu. Thì cũng rất là hot anh chị. Em không biết là mai bán chưa, thì cái đó thì hên xui anh chị ha. Nếu mà cô chú anh chị mình hữu duyên thì có thể liên hệ em nhân, hoặc là sở hữu xe mới gì đó thì tùy, chưa biết ha. Xe mới thì còn nhiều anh chị, tháng này anh chị mình cũng hết sức là tranh thủ nha, đặc biệt là mấy dòng lắp ráp sản xuất ở Việt Nam mình. Mấy chiếc này nè, nhạy cảm lắm chị. Một, quyết định quyết tâm mua là mua tháng này luôn. Hai là qua năm mua anh chị ha. Bây giờ thì một số xe nó đã hết rồi, như Vios này kia đồ cũng hết.
Và cái giá hiện nay thì nói chung thì cũng đang khá là cứng cứng anh chị. Thì mình biết nói sao giờ, thị trường mà lúc mà không ai mua quá trời luôn thì anh chị mình không quan tâm. Còn lúc mà nó hot hot vậy đó thì cái chương trình khuyến mãi thì phải chịu thôi anh chị. Đó là kinh tế thị trường lên xuống thì mình không biết được. Thì góc độ em nhân thì hỗ trợ tốt nhất thôi. Còn quyền quyết định là của cô chú anh chị mình. Chú đó chú coi, không biết là chú chốt chưa nữa. Nếu mà chốt nữa mai em up video này chắc cũng như không. Nói vui thôi thì tùy duyên anh chị ha. Bên em thì cũng có nhiều người bán hàng. Nhiều người bán hàng, không phải riêng em nhân. Thì ai tới trước mua trước. Nhưng mà mục đích em là quay cho anh chị mình coi, để mình biết là chỗ em nhân có mua xe cũ, có bán xe cũ và có bán luôn xe mới. Có bán xe mới đó. Đẹp anh chị, chiếc này thấy ngon á, mười mấy ngàn cây. Thay vì mua một cái xe mới thì thôi, chấp nhận mua chiếc này đi mười mấy ngàn cây, tiết kiệm hơn cũng cả trăm triệu đó. Hàng ghế thứ hai nè. Cái gầm cao này là cái xu thế hiện nay anh chị. Xu thế hiện nay gầm cao đô thị á, thì anh chị mình ra ngoài đường là thấy mấy chiếc này giờ chạy nhiều. Yaris Cross với lại Mitsubishi X-Sport hoặc là Hyundai Creta rồi. Cỡ cỡ này nè, tầm khoảng 6-700 anh chị. Giá này đó thì nó sẽ xu hướng á, xu hướng hiện nay. Thì anh chị mình tính đi, nếu mà tiết kiệm được xe mới là cũng cả trăm triệu. Nhưng mà em thấy có một cái điều, Vios nè với lại Veloz nè, em nhức đầu lắm. Thì không biết thị trường nó sao, nó không có chênh lệch nhiều với lại xe mới anh chị. Thì bữa em có bán một chiếc màu đỏ 2022 anh chị, bản top á, là 599 để cho giảm 10 triệu đi, còn 589. Trong khi xe mới là 600, khoảng 668 đó, 2 năm, 80. Thì cái dòng này nó thị trường nó vậy, nó nghịch lý như vậy. Thì em cũng không biết nói sao. Thì quan trọng là bên em là cũng muốn bán thì cũng phải coi thị trường đó, vì thị trường nó quyết định nha, chứ không ai quyết định được đâu anh chị. Cho nên anh chị mình nếu mà coi mà có thắc mắc cái giá cả thì cũng thông cảm dùng à, tại vì cái thị trường, cái xu thế nó vậy, mua cao bán cao, mua thấp bán thấp anh chị ha. Vios cũng vậy, Vios thì sắp về một vài xe bản G. Như em nhân còn một chiếc 29 này thì bán rồi anh chị. Em nhân còn một chiếc 2022 màu trắng bán 500 với lại một chiếc 2021 màu đỏ bán 480. Đó, thì sẵn anh chị mình so sánh luôn, nếu mà xe mới hiện tại mình lấy luôn, xe mới 100% 570. Anh chị ha. Đó, em bán hàng là công khai cho anh chị mình lựa. Thì giá cả như thế nào nên biết rõ ràng, thuận mua vừa bán anh chị. Tại vì thị trường hiện nay là cái dòng này nó đặc thù vậy. Sau này anh chị mình đổi xe lại nó cũng giá nó cao nữa anh chị. Đó, nó bị mất giá. Bán cao, mua vô cao bán cao ha. Thì thôi, vài lời chia sẻ với anh chị mình. Còn về xe mới thì còn nhiều, anh chị cô chú muốn mua chiếc nào nhắn em nhân biết để em báo cho có hay không, trả lời dứt khoát để anh chị mình còn đi tìm xe nữa trong cái thời buổi hiện nay rất là căng thẳng. Nóng lên hàng ngày. Đó. Anh chị mình coi video em nhân, cho em nhân xin một cái like, một cái đăng ký kênh nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều.